他为什么要杀自己的父亲呢？而且右手食指同样也是切尸的。大姐，诗雨不见了。我自首。他竟然敢来自首，诗雨就是他的仇。我要先见到诗雨。可以，我现在就带你去见他。 Có phải ngay từ đầu anh đã biết Hàn Thiên Phong là Thanh Đạo Phu không? Nếu anh quyết định báo cảnh sát sớm hơn thì chúng ta đã không đi đến bước đường này. Đây là đâu anh biết không? Lúc anh theo hắn đến đây là sự bông xuống một Long Phiên. Lúc anh đến có đi xe không? Có. Hy vọng Lâm Đào có thể hiểu ý em. Tần Binh. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cứu tôi. Thời gian cách nhau giữa hai đoạn phim vừa tròn một tiếng. Sếp Lâm, thế nào rồi? Địa chỉ IP là của Philippines, nhưng nhìn là biết do VPN đại diện. Đồng nghiệp bên bộ phận quản lý đường mạng đã bắt đầu tra lịch trình hoạt động của nhà đại diện VPN. Cần bao lâu? Khoảng một tiếng. Bảo họ nhanh lên. Được, để tôi đi giám sát. Phát lại từ đầu. Tần Minh. Cứu tôi. Dừng. Phát lại. Tần Minh. Cứu tôi. Dừng. Trong đoạn clip này thì Vũ có tổng cộng 3 hướng nhìn. Hướng nhìn đầu tiên, máy quay. Hướng nhìn thứ hai, góc trên máy quay. Có lẽ là người quay. Nếu không ngoài dự đoán là Lý Vĩ Hoành. Lạ nhất là hướng nhìn thứ ba. Cô ấy nhìn bên cạnh. Tại sao cô ấy nhìn sang bên cạnh? Và lại nhìn ánh mắt cô ấy xem. Cảm giác rất lo âu. Với lại tầm nhìn tương đối thấp. Cảm giác như đang nhìn người nào đó. Người. Có thể là ai? Lưu Kiệt Minh. Lưu Kiệt Minh đột nhiên mất tích, chuyện này vốn dĩ lạ. Nhưng nếu anh ta ở cùng Thi Vũ thì mọi chuyện đều được giải thích.
Lưu Vinh. Điều tra thử xe của Lưu Tiến Minh có ở nhà không. Nếu không có ở nhà thì lần theo tuyến đường đi của anh ta. Tôi đi ngay. Sếp Lâm, xe của trưởng phòng Tân dịch chuyển rồi, lái về phía đường dân sinh. Sếp Lâm nói, trung tâm giám sát hiển thị xe của Lưu Kiệt Minh lần cuối cùng xuất hiện là ở cửa Nam. Rồi gì nữa? Chưa có điểm dừng chính xác sao? Chưa. Vì bây giờ là đêm, video quay được có hơi mờ và lại loại xe của Lưu Kiệt Minh khá phổ biến, nhân tố gây nhiễu khá nhiều, nên chỉ lần theo được đến khu cửa Nam. Đội giao thông đang đối chiếu kỹ lại. Có tin gì thì nói mau. Sếp Lâm, có khả năng nào là Lưu Kiệt Minh cũng là người của Hàn Thiên Phong không? Không thể nào. Thân thế của Lưu Kiệt Minh chứng tỏ hắn không thể là người của Hàn Thiên Phong. Tôi nghĩ khả năng hắn muốn trả thù cho Lưu Chính lớn hơn. Sếp Lâm, xe dừng rồi ở đường Long Bình. Hỏi sở cảnh sát trên con đường này, gần đây có nhà xưởng bỏ hoang nào không? Vâng đội trưởng. Máy quay. Đội trưởng Lâm, Lý Vĩ Hồng, tôi hiểu rồi. Vừa nãy họ ngừng bên bờ sông là để đổi xe. Đi về phía bờ sông, mau, đi. Gần đây không có máy quay. Chắc là Hàn Thiên Phong cố tình chọn nơi này, tránh khỏi máy quay, là phong cách của hắn ta. Đây là đồng hồ của trưởng phòng Tân. Đồng hồ ngừng lúc 9 giờ 31 phút. Ngày 31 tháng 9. Tháng 9 không có ngày 31. Chắc là họ ngồi xe rời khỏi đây. Biển số xe chắc có 931. Về điều tra. Thì Vũ ở đâu? Anh sẽ gặp cô ta thôi. Đối với nơi này, cậu quen thuộc lắm nhỉ? Đúng. Khi còn bé, tôi thường đến đây. Có phải mẹ cậu làm việc ở đây không? Bà ấy là nhân viên hóa nghiệm. Bà ấy rất thích sự sạch sẽ. Trong xưởng nhiều bụi, nhưng áo blue trắng của bà luôn trắng tinh. Tôi từng nhìn thấy hình bà ấy. Trông bà ấy là một người lương thiện. Bà ấy là người tốt. Nhưng ông trời bạc đãi người tốt.
Đội trưởng Lâm, tất cả xe có biển số 931 trong thành phố, tổng cộng có 51 chiếc. Thời gian xảy ra vụ án là giờ cao điểm. Thông qua máy quay giám sát, từ 9 giờ đến 9 giờ 30, từ ở gần hiện trường vụ án, tổng cộng có 19 chiếc. Tiếp tục điều tra, với tính cách của Hàn Thiên Phong, không loại trừ khả năng là biển số giả, đang loại trừ. Đội trưởng Lâm, ở khu Nam Khẩu là khu công nghiệp, xưởng và nhà kho bỏ hoang, tổng cộng có 187 cái. Nhiều vậy sao? Có tin về xe của Lưu Kiệt Minh chưa? Vẫn chưa trả lời. Cậu quá tiêu cực. Tiêu cực gì chứ? Cậu vừa nói ông trời sẽ không chiếu cố người tốt. Chẳng lẽ không đúng? Không phải. Vận mệnh đã nắm trong tay, là cô ấy chọn việc từ bỏ. Anh còn nhớ Tiểu Vân không? Đó chỉ là một ví dụ nhỏ. Vậy còn Hồ Nghị, cô ấy hoàn toàn có thể thông qua pháp luật để bảo vệ bản thân. Vậy còn Bộ Tâm Giao vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rốt cuộc thì Vũ ở đâu? Ta bắt đầu đi. Cậu thả cô ấy ra trước. Sư ca, anh giúp tôi một chuyện trước đi. Đội trưởng Lâm, thế nào rồi? Đã điều tra được. Mau nói. Đồng nghiệp của Võng Giam nói địa chỉ IP là giả. Muốn tìm được địa chỉ thật thì phải cần một ngày. Mở ra. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lấy con dao đã đâm chết thầy bộ này. Trừng phạt tôi. Trở thành tôi. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Trừng phạt tôi. Trở thành tôi. Nếu như tôi nói không thì sao? Đội trưởng Lâm, bên trung tâm giám sát tìm được chiếc xe bị tình nghi, biển 931, là taxi màu đen, giống như anh nói, là một chiếc siêu xe. Hơn nữa chiếc xe này vô cùng xảo quyệt, lượn mấy vòng quanh hiện trường vụ án. Cuối cùng dừng ở đâu? Vườn công nghiệp đầu tiên ở khu Nam Khẩu. Xe Lưu Kiệt Minh đâu? Giống với 931, cũng ở vườn công nghiệp thứ nhất, khu Nam Khẩu. Điều tra tất cả những nhà xưởng khớp với yêu cầu và thông tin ở nhà kho trong khu vườn cho tôi. Vâng. Đồ cậu đưa cho tôi. Có phải thiếu mất thứ gì không? Ngón tay bố cậu đâu? Đọc sách nhiều vào, thực ra không khó như vậy. Anh à, anh giảng bài siêu thật. Đều học từ thầy bộ binh thôi. Được, đi trước đây. Tiếp sau gặp, tạm biệt. Thế Vĩ, đã lâu không gặp.
ở lại trường làm thầy giáo rồi sao? Thế Vĩ, con đã ăn cơm chưa? Cùng ăn cơm đi. Ai cho phép mày đổi tên? Tao đang nói với mày đấy. Lập tức đổi lại tên cho tao. Tao không cho phép mày mang họ cô ta. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Cậu nói với tôi về pháp luật. Cậu có biết logic công chính thay thế logic của võ lực là sự tồn tại về bản chất của pháp luật. Nhưng cậu không cần nói những lý do hoang đường đó. Lý do cậu giết người, tôi tin cậu tự hiểu rất rõ. Cậu dùng bạo lực đối phó với bạo lực. Cậu dùng cách giết người để bù đắp cảm giác tội ác khi giết bố mình. Cậu có được cảm giác an toàn chưa? Cậu được giải thoát chưa? Cậu chỉ có cảm giác chính nghĩa sai lầm. Cậu nói đi. Cậu giúp thầy bộ. Nhưng thầy bộ là do cậu giết. Im đi. Lý do cậu giết thầy bộ chỉ là vì thầy ấy không coi trọng cậu. Hà Thế Vĩ, dù cho bây giờ tôi thành thánh đạo phu, cậu có thấy cậu thắng không? Khu công nghiệp số 1 ở phía Nam, công xưởng và nhà kho phù hợp điều kiện, tổng cộng có 21 cái, lần lượt ở đâu? 8 kho lưu động đang sử dụng, 1 công xưởng quân sự, 2 công xưởng bùn, và xưởng dệt Long Ba, xưởng chế tạo ô tô Long Ba. Đợi chút. Sao tôi không đi ra sớm chứ? Xưởng dệt mẹ Hà Thiên Phong từng làm ở xưởng dệt, nơi hắn thân thuộc nhất. Lưu Minh Tống Kha, chia nhau ra đi, cẩn thận. Vâng. Sếp Lâm, thấy rồi, bên này. Vẫn còn sống, gọi xe cấp cứu. Vâng. Này, chú ý quy tắc. Ah!
quy tắc. Hàn Thiên Phong, theo tôi đi đầu thú đi. Cậu không thoát được đâu. Bỏ tay ra. Hàn Thiên Phong, cậu nghĩ lại xem. Cậu nghĩ đến thời bộ đi, nghĩ một chút đến Đường Tư Tư. Cậu hãy nghĩ tới, nghĩ tới khi cậu ở bên họ là ai, cho cậu cảm giác thấy an toàn là cái gì, khiến cậu cảm thấy có cảm giác an toàn là yêu. Hơn nữa, ở bên cạnh cậu trước nay đều không thiếu. Cậu nên lớn lên rồi. Hà Thế Vĩ, nắm chặt tay tôi. Như vậy chúng ta đều sẽ chết. Không sao, chúng ta đều đang đối mặt với cái chết. Sao rồi, không sao rồi. Pháp luật là giới hạn của tự do, cũng là hóa thân của chính nghĩa. Không ai có thể dẫm đạp lên pháp luật hay đạo phu thanh tẩy rác rưởi, nhưng không thanh tẩy được tội ác con người. Chỉ có pháp luật mới bảo vệ sự an toàn cho con người. Ngày 3 tháng này, cửa A trung tâm quốc tế của thành phố phát hiện vụ án giết người độc ác. Thân phận của người bị hại được xác nhận, họ Trương, ông chủ quán bar phố Tây. Đây là camera lúc đó ở cửa A, mọi người xem chút đi. Kẻ hành hung tổng cộng có 2 người, công cụ là dao. Thi Vũ, về rồi à? Về rồi. Thi Vũ.
Hoan nghênh em về đội. Cảm ơn. Về rồi à? Ừ. Sao rồi hả? Anh sao rồi? Tôi không sao. Vết thương này nhỏ thôi. Mọi người làm việc đi. Lát nữa chúng ta nói chuyện. Tạm biệt. Nói to vậy, hét cái gì? Hướng Siêu phải không hả? Phạm tội gì? Phạm tội gì? Không phạm tội, sao lại ở đây? Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu không nói, tôi không làm gì được. Đang làm gì vậy? Ở nhà ăn cơm. Ăn cái gì chứ? 2:30 chiều qua, tôi nhìn thấy cậu trong camera nơi hiện trường vụ án. Có phải là cậu không? Cô chuẩn bị một chút. Chúng ta sắp giải phẫu. Vụ án này khá phức tạp. Sắp tới chúng ta sẽ bận đấy. Chúng ta là pháp y. Tôi bây giờ chỉ muốn tìm ra hung thủ. Lẽ nào cô không muốn? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Không có cô. Một mình tôi không làm được.